Xin kính chào đại gia đình mình ạ. Vườn cam của nhà bác Lào mà tình trạng đang lứt quả là thứ nhất, thứ hai nữa là quả không lớn, và thứ ba là muốn dưỡng cây, thì mọi người lên xem hết video này mình sẽ chia sẻ. Và đây là cái minh chứng thực tế mà mình đã chia sẻ rất là nhiều nhà vườn ở trên toàn quốc của các huyện tỉnh mình luôn. Tại vì kênh mình làm kênh YouTube thì nó đi các nơi luôn. Thì như sáng nay mình đang gửi hàng luôn cho bác ấy mọi người nhá. Bác Hoàng Thị Luyến, bác ấy ở xóm 8 Nghĩa Diện, Nghi Lộc, Nghệ An. Đây này, đơn bác ấy mua một bao humic hôm nay đây. Còn bác ấy đã sử dụng tất cả những cái dòng thuốc giữ quả, rồi những cái dòng chống nứt, đạm canxi, bo canxi, rồi là leo quả mình đã chia sẻ cho bác ấy. Và bác ấy đã thành công rồi, bác ấy vừa bình luận đấy. Bác ấy như hình ảnh mọi người đang nhìn đấy, bác ấy bảo vừa rồi là em thử nghiệm mà vườn trước em phun đạm canxi và mấy thứ anh gửi cho em không hề có một quả lứt. Còn cái vườn sau thì bác ấy thử nghiệm là bác ấy không phun, và bác ấy để mấy cây em không phun nó lứt quá nhiều luôn anh ạ. Đấy, như mọi người đang đọc đấy, là thực sự đấy là cái mà nhà vườn chia sẻ cho mình, chứ mình không phải đi làm tư liệu hay là gì đâu mọi người nha. Đây là cái thực tế mình chia sẻ, là mình cũng là vườn như nhà vườn của các bạn, và mình biết thì mình làm, mình có kênh YouTube nên là mình tự liên kết được với các công ty, nên là mình mua được sẵn sàng những cái sản phẩm về mình dùng. Thì nhờ mọi người ủng hộ thì mình cũng lấy được nhiều những cái sản phẩm từ công ty, thì mình sẽ được cái phần trăm nó rẻ, thì mình mới có được những cái giá rẻ mình chia sẻ cho mọi người. Nói thật là như vậy, mình cũng lấy về mình dùng, thế nên là tương tác cả, mình cũng nhờ mọi người và mọi người cũng nhờ mình, thì mình chia sẻ. Đấy là những cái thành công của mình chia sẻ với mọi người, thì mình rất là mừng luôn, và cũng bác ấy cũng thích và cảm ơn mình. Rồi là bác ấy còn gửi cho mình nữa cây khỏe, lên bữa em phun leo quả, giờ quả to, chờ đến Tết sợ quá to, quả to quá không anh đấy. Bác ấy phun neo mình chia sẻ cho bác ấy, quả nó lớn vượt trội lên, nên là bác ấy sợ đến Tết thì quả nó to quá, không sợ mọi người nha. Bác cũng không nên sợ, tại vì là thằng leo quả kết hợp với thằng calibor nó cực lớn quả, nhưng nó sẽ làm cho ruột chắc và mọng nước không khô múi đâu mọi người nha. Làm theo cách mình, mọi người cứ yên tâm. Thật sự đây là cái minh chứng, đây là không phải ai cũng có thể nhắn tin được như bác đâu. Đầy người làm rất hiệu quả, nhưng cũng không gửi video, không gửi hình ảnh. Mình đầy người mình còn xin, nhưng mà họ không gửi, ta không hiểu tại sao. Đấy, nhưng mà như bác này thì đang từ anh em, hai chị em nhắn tin từ sáng mọi người nhá. Thì bác ấy bảo mua bao humic về bác ấy tưới, thì bác ấy nhắn tin và bác ấy nói như vậy, thì mình thấy nó hiệu quả, thì mình lại lan tỏa cái sự hiệu quả đó, mình chia sẻ cho mọi người. Đấy, thì đấy là tâm sự của mình rất là nhiều, cũng mất thời gian của mọi người, thì cũng không để mất thời gian của mọi người nữa, thì mình sẽ đi vào công việc chính trong video ngày hôm nay. Mình chia sẻ với mọi người tại sao mình chia sẻ ra nhiều như thế này. Đây là mình tổng thể trong cái video này, mình sẽ chia sẻ với mọi người là giai đoạn như bây giờ chống lứt thì mọi người phun cái gì, và giai đoạn bây giờ mọi người muốn để ngọt quả thì mọi người phun cái gì, và giai đoạn bây giờ mọi người muốn chống lứt, rồi là muốn để cho quả lớn nữa thì mọi người phun cái gì. Đấy, thì mình xin chia sẻ với mọi người. Thì đầu tiên là cái việc mà mọi người phun đạm canxi kết hợp với bo canxi thì phải là sau khi quả đậu và cho đến khi trước tháng 9, nói chung là trong vòng đến tháng 9 là mọi người không phun thằng đạm canxi nữa. Tại vì cuối năm nếu như mọi người phun cái thằng đạm canxi, đạm này nó là thuộc dòng đạm cao, thì nó sẽ làm cho xanh lâu và quả nó mọng rồi nó khô. Nếu thừa đạm là quả nó sẽ bị khô múi. Đấy, thế nên là mình sẽ không bổ sung cái thằng đạm canxi vào cái quả già cuối năm nữa với bo canxi nữa. Mà giai đoạn như bây giờ mọi người muốn để chống nứt thì mọi người phun cho mình cái thằng amino canxi cộng với thằng calibor, nó sẽ hiệu quả hơn. Mình bỏ rời cái này ra, có nghĩa là bây giờ không phun cái thằng, đến giai đoạn này là không phun cái thằng này nữa. Đấy mọi người nhá, không phun thằng đạm canxi và thằng bo canxi nữa. Mọi người bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người phun chống lứt, thì mọi người kết hợp phun hai loại này cho mình. Thứ nhất nó là calibor mọi người nhá, thay thế bo canxi bằng calibor cho mình. Tăng cường cái hàm lượng kali lên thì nó sẽ vừa ngọt quả, vừa thơm múi, vừa mọng nước và vừa tép, nó rất là ngon ngọt luôn. Thậm chí kali nó cũng sẽ làm cho quả đỡ lứt mọi người nha. Thì mọi người giai đoạn này mọi người bổ sung cái thằng calibor cho mình. Và mọi người
vẫn bổ sung thằng canxi, nhưng nó ở dạng là amino canxi, nó sẽ an toàn hơn, nó không làm cho bị chai quả, cứng quả, và nó cung cấp cho cây dưỡng chất đầy đủ hơn là cái thằng đạm canxi. Đạm canxi thì mọi người phải biết là mặc dù nó là đạm hữu cơ thật, nhưng mà trong đó có thể có phần trăm của cái đạm hóa học. Thế nên là đây, thằng amino canxi thì nó lại khác hoàn toàn mọi người nhá. Đây, thằng chai amino canxi này thì nó là thành phần chủ lực là axit amin và canxi magie. Canxi và magie nó tham gia trực tiếp vào những cái cấu tạo, rồi nó cân bằng lượng nước ở trong quả tép vỏ, và quả nó hài hòa hơn, nó cân bằng hơn. Thế nên là mọi người giai đoạn như bây giờ thì mọi người phối cho mình, nếu như nhà vườn nào muốn để chống nứt thì mọi người lại phối cái thằng calibo kết hợp với thằng amino canxi cho mình để mọi người phun. Thì cái chai bo canxi này, calibo này, nhầm, chai calibo này mọi người hòa cho mình là 3 đến 400 lít nước một chai, kết hợp với cái thằng amino canxi này hòa cũng 3 đến 400 lít nước một chai, mọi người phối lại, mọi người phun cho mình. Nếu càng lít thì mọi người hòa càng đặc lên một chút, 300 lít một chai luôn, mọi người phun. Nhưng lấy thằng calibo này thì lưu ý mọi người phun vào mát, phân bón lá, tất cả mọi người phun vào mát, đừng phun vào nắng, tại vì là hàm lượng bo của nó cao, thì khi mọi người phun nắng nhiều, nắng gắt, nó sẽ bắt nắng và nó làm bị cháy mọi người nhé. Kali và bo thì nó sẽ làm cho nóng và cháy. Thế nên là mọi người phun, lưu ý thì mọi người phun vào lúc mát cho mình là được đấy. Và mọi người phun cho mình chống đứt hai cái thằng này là cực kỳ hiệu quả trong cái giai đoạn cuối năm đấy mọi người nhé. Nếu nhà vườn nào đang bị tình trạng vẫn còn lứt thì mọi người tiến hành, mọi người lấy ngay cái thằng calibo và cái thằng amino canxi này về mọi người phun cho mình. Còn nếu như mà để mọi người muốn để cái quá trình cho quả nó lớn thì mọi người bỏ cái thằng amino canxi đi, mọi người phun cho mình hai thằng này. Tình trạng vườn nhà nào mà quả các bác đang ứ trệ lại, nhất là đây, như bác Hoa đây. Đây bác Hoa đây, nói minh chứng luôn với mọi người nha. Đây là đúng rồi, tiện thể video mình chia sẻ luôn với mọi người. Đây như bác Hoa. Bác ở thôn 7 xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Bác ấy cũng vừa sáng nay bác điện cho mình, vườn của bác ấy bị úng nước mọi người, nước ở chỗ bác ấy nó mưa suốt luôn, bộ rễ nó ẩm quá, nó vượt quá 80-90%, thì làm sao mà rễ nó hấp thụ được chất, nên là nó bị nghẽn rễ và nó làm cho thậm chí lá nó còn vàng, nên quả nó sắt lại, nó không lớn được. Thì mọi người phải bổ sung đúng không? Thì bác ấy cũng lấy leo và calibo mình chia sẻ với bác ấy, nhưng bác ấy biết đến cái dòng sâm biển, bác ấy phun rất là tốt, thì bác lại lấy thêm cái thằng sâm biển nữa để bác ấy phun. Đây thằng sâm biển đây mọi người này, đây thằng sâm biển là thằng axit amin mọi người nhá, thằng axit amin đậm đặc đấy. Đây đây là mình làm video đâu thì chia sẻ thực tế đấy, mọi người thông cảm đấy. Đây là chai axit amin mọi người nhá, đây là gọi là axit amin đấy, bác ấy lại mua, bác ấy phối thêm vào đây. Còn bình thường mọi người cộng hai thằng này là được rồi mọi người nhá. Đấy mọi người cộng thằng này hai thằng rồi, nhưng bác ấy bảo cam của nhà bác ấy lá nó vàng thì bác ấy muốn cộng thêm cái này. Đấy thì cũng cộng ok, tại vì cái này nó là acid amin, hay còn gọi nó là amino acid ấy. Nhưng cái chai này là amino acid ấy, nhưng cái này là acid amin, nó là một mọi người nhá. Thì mọi người muốn dưỡng thêm thì mọi người cộng thêm cái thằng này acid amin vào cho nó hiệu quả hơn đấy. Còn không thì mọi người phối nguyên hai cái thằng này là được rồi. Thì một chai này muốn quả lớn thì mọi người hòa cho mình cái leo quả này 500 lít nước một chai này mọi người nhé, lớn quả kinh khủng luôn. Cái chai calibo này mọi người hòa 6 đến 800 lít nước, tốt nhất là mọi người hòa 800 lít nước. Nếu như mọi người muốn cho quả lớn là có thằng leo này rồi thì thằng calibo phụ họa vào là mọi người hòa 800 lít nước đấy, thì quả nó cực lớn. Còn nếu như mọi người muốn phối thêm cái thằng này vào thì mọi người hòa thằng này 600 lít nước, có nghĩa là leo hòa 500 lít nước này, calibo hòa 800 này, thằng sâm biển này hòa 600, mọi người phải hòa loãng. Bình thường cái chai này hòa sâm biển này hòa 300 lít nước thì mọi người hòa thành 600, gấp đôi ra đúng chưa? Cái này hòa 400, 300 đến 400 mọi người hòa thành 800, và cái này 5 đến 600 thì mọi người muốn quả lớn thì mọi người hòa cái thằng leo này đúng liều là 500. Đấy mọi người hòa đúng 500 vào, mình phối ba loại này vào thì lại càng tốt, nó quả nó lớn mà cây nó đẹp mọi người nhá. Đấy thì thực sự là mình chia sẻ cái minh chứng, đây là cái thực tế, cực thực tế luôn đấy. Đây mình còn gửi hàng của mình thì mình gửi tất cả các huyện lẻ, tất cả các toàn quốc luôn, chứ không phải là nguyên của một huyện nào mọi người nhé. Tại vì là mình làm kênh thì tất cả các huyện đều biết luôn. Đây Sơn La này, rồi là Lạng Sơn này, Bắc Giang này, Sơn La này, Bắc Giang này, rất là nhiều luôn. Hưng Yên này, Thái Nguyên này,
tất luôn mọi người nhé. Đâu cũng mình cũng gửi, cứ các bác nào bảo em chia sẻ là em chia sẻ cho mọi người hết, nên là mọi người cứ yên tâm. Và hàng em sử dụng là đều hàng có nguồn gốc công ty xuất xứ Hà Nội đây mọi người nha, không phải hàng trôi nổi nha, hàng này cực chuẩn luôn nha, hàng còn xuất khẩu sang nước ngoài nha, nên là mọi người yên tâm, hàng dùng cực chuẩn luôn mọi người nha, không phải hàng trôi nổi gì đâu. Mình không bao giờ mình dùng những hàng lậu, hàng trôi nổi như những tin nhắn ly gián ở trên kênh đâu mọi người nha. Mọi người yên tâm mà sử dụng hàng chất lượng cực kỳ luôn. Đấy, đây là những cái sự phản hồi như vừa rồi ở đoạn đầu video đấy, đấy là cái sự phản hồi của khách hàng và của các bác ấy dùng được mình chia sẻ, cực kỳ là hiệu quả luôn, mình mới chia sẻ với mọi người. Chia sẻ với mọi người đấy. Ví dụ như những người bán hàng thì mọi người cứ hỏi mua giai đoạn này mà đạm canxi với bo canxi là người ta bán ngay đúng không? Nhưng với mình thì khác hoàn toàn. Mình chia sẻ với mọi người bây giờ giai đoạn mà các bác hỏi mình là mua bo canxi với đạm canxi về phun chống nứt, mình không cho nữa. Mặc dù mình còn đầy nhưng mình không bán mọi người nha. Không chia sẻ cho mọi người nữa. Tại vì là phun vào nó làm gồ quả thì nguy hiểm. Thế nên là mình không chia sẻ nữa. Nhưng cái này hạn của nó rất là nhiều luôn, 3 năm thôi. Nên là mình yên tâm, năm nay không hết thì hàng của mình là năm nay đều mới hết. Thế nên là năm nay hay không hết thì sang năm mình dùng. Đấy, vẫn thoải mái luôn, chả làm sao, 3 năm rồi mà. 3 năm mới hết hạn cơ mà. Còn hàng vừa mới sản xuất, đây này, ngày sản xuất đây này. Hạn 3 năm kể từ ngày sản xuất đây mọi người này. Còn sản xuất là tháng 2 năm 2023 đây này. 22 tháng 2 năm 2023, 3 năm thì mọi người biết là chai này dùng thoải mái luôn, có bao giờ hết hạn. Năm nay không hết thì sang năm mình dùng. Nhưng bây giờ giai đoạn này mà mọi người hỏi mình mua đạm canxi và bo canxi, mình không chia sẻ cho cái dòng này nữa. Mà mình chia sẻ cho mọi người là chống nứt, mọi người sẽ kết hợp thằng Calibor với cái thằng Amino canxi này mọi người nha. Đấy. Còn mọi người mà muốn lớn quả thì mọi người lại kết hợp thằng Calibor này với thằng Leo này. Đấy. Cây vàng thì mọi người cộng thêm thằng sâm biển này vào. Đấy mọi người nha, cực kỳ là hiệu quả luôn. Đấy là xin chia sẻ với mọi người để mọi người biết. Thì tất cả những cái mặt hàng em chia sẻ, ai cần đến những mặt hàng thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0386 293 755, hoặc là mọi người liên hệ với em qua số Zalo ở trên góc phải màn hình. Đấy thì em gửi thuốc cho mọi người nha. Mất thời gian của mọi người thì xem đến đây cũng có lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cho em. Mọi người xem video em chia sẻ cảm thấy rằng hữu ích, hợp lý thì mọi người cho em một like cũng như là nút đỏ đăng ký phía dưới, cộng theo là cái chuông báo bên cạnh để mọi người sẽ nhận được sớm nhất những cái video mà em sẽ chia sẻ tiếp theo với mọi người. Còn đến đây, cho phép em cũng xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.